Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của Vision Audio Và trong video ngày hôm nay tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn về dòng đẩy công suất hàng bãi CIF Vì đã lâu rồi bên cửa hàng của tôi không bán dòng đẩy công suất hàng bãi Vì các cái mặt hàng nó cũng không ưng ý Thì tôi bán cái hàng mới cho nó bền Và trong ngày hôm nay thì cửa hàng của tôi có về được một ít cái dòng đẩy công suất CIF Hàng công nghệ của Mỹ sản xuất tại China Hàng chính hãng của CIF Chạy xòa sắt, xen kẽ với xòa than và tôi sẽ quay cho quý vị và các bạn xem về cái nội thất của nó Trong ngày hôm nay thì bên cửa hàng của tôi về được hai mã đời Một mã là ta 36 f và một mã là TA20F Mã lớn thì nó chạy 24 sò sắt và 20 sò than Với công suất 1.600W trên một kênh Công suất thực của nó Mỗi một kênh của nó là nó ra 1.600W trên một kênh chúng ta đánh căng súp kép 50. Và bên cái hàng của tôi thì về hôm nay được hai cái mã. Nhìn cái tổng quan cái mặt của nó thì giống nhau. Nhưng cái ký hiệu mã thì nó có khác nhau, một mã là TA36F và một mã là TA20F. Và tôi sẽ quay cho quý vị và các bạn xem cái nội thất của mã TA36F. Cái mã TA36F thì nó chạy 24 xòa sắt và 20 xòa than. Cái giá tiền của nó cũng khá là hợp lý. Đây là mã TA36F. Cái mã này nó có cân nặng trọng lượng của nó là 36kg. Còn cái mã TA20F thì nó có cân nặng là 30kg. Quý vị và các bạn có thể nhìn thấy cái sò than của nó là nó nằm ở cái thành đứng. Nó chạy 20 sò than. Ở bên trên này 10 sò. Xò. 10 sò than và 12 sò sắt và phía dưới nó cũng chạy tương xứng như vậy. 12 xòa sắt và 10 xòa than. Cái dòng này thì nó cho ra chất âm rất là hay vì nó chạy vừa xòa than vừa xòa sắt. Cái tiếng của nó rất là mềm mại và rất là sáng. Nó chạy 8 con tụ lọc nó nằm ở phía dưới này. Nó nằm cái tụ nó nằm ở phía dưới và cái chân nó hàn lên phía bên trên. Dòng này thì nó có đánh mono, đánh bright, đánh shift và đặc biệt là nó có ngắt cái tần số đánh súp. Khi chúng ta gạt sang đánh súp là nó đánh ở cái tần số súp, không cần phải ngắt cốt qua vang. Nó vẫn đánh ở cái tần số đánh loa súp rất là hay. Chiếc này nó 1600W trên một kênh, đánh căng một chiếc súp kép 50. Mỗi một kênh của nó đánh căng một chiếc súp kép 50, cái nguồn của nó khá là to và đặc biệt là nó chạy xòa sắt nên nó khá là khỏe. Công nghệ của Mỹ sản xuất tại China, quý vị và các bạn có thể đọc các cái thông số của nó ở phía sau. Công nghệ của Mỹ sản xuất tại China, công nghệ đến từ USA và sản xuất tại PRC, PRC là viết tắt là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa, chúng ta gọi tắt là sản xuất tại China. Cái tín hiệu đầu ra của nó thì nó ra bằng rắc mưu trích và ra bằng rắc vặn nó rất tiện lợi chúng ta thích cắm rắc mưu trích thì chúng ta cắm mà thích bằng rắc cái vặn bằng rắc đỏ đen thì chúng ta vặn bằng, bằng rắc đỏ đen đây quý vị và các bạn nhìn lại về cái dàn sò của nó đây là con ta 36 f hôm nọ có cái táp lô của nó nhưng tôi làm rơi mất theo cái táp lô thì cái con này nó có công suất là 1.600 w trên một kênh thì như cái suy đoán của tôi thì cái con ta 20 f thì nó đạt là 1.400 nó chạy vừa xòa than vừa xòa sắt cái giá tiền của nó cũng không quá cao cái dòng hàng bãi thì lâu lắm bên cửa hàng của tôi ít bán vì đa số nó là các cái dòng bãi bình thường thì chúng ta chơi hàng mới nó cũng vậy vì tất cả là đều do Trung Quốc sản xuất nhưng đối với những cái dòng đặc biệt này các cái hàng nòi của Mỹ này nó đưa công nghệ sang bên Trung Quốc nó làm thì đương nhiên là cái chất lượng của nó khác và cái giá tiền của nó cũng khá cao hơn cái hàng Trung Quốc sản xuất theo công nghệ của Trung Quốc những cái dòng xòa sắt này thì nó lại càng cao tiền hơn cho nên nếu các cái dòng đẩy bình thường thì chúng ta nên dùng các cái dòng mà đời mới cho nó an tâm. Và đây là cái mặt hàng ngoài cái dòng đẩy công suất thì các cái dòng âm ly của Hàn Quốc rồi âm ly nội địa của Hàn Quốc, âm ly nội địa China thì bên cửa hàng của tôi bán khá nhiều. Đây như dòng âm ly 506N gửi về bến xe Phùng, Đan Phượng, Hà Nội. Dòng đẩy công suất dòng vang thì bên cửa hàng của tôi cũng bán khá nhiều nhưng ít khi tôi quay. Đây là âm ly Amly 203N đời 96 quý vị về giáp bát có giá là hơn 9 triệu đồng, hàng bãi của Hàn Quốc. Và đây là chiếc Amly 203N đời 97 có giá 12 triệu đồng. Gửi về Bixi Nam Định. Gửi về thành phố Nam Định cho khách ở Nam Định. Quý vị và các bạn có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp qua cái số Zalo trên màn hình, không cần về kết bạn. Và đây là hai chiếc âm ly, một chiếc âm ly 506, một chiếc âm ly 203N. Xin phép quý vị và các bạn là cái này gửi cho thợ Hải Dương nên tôi chia số điện thoại. Vì một số anh em thợ Hải Dương muốn bán hàng cho nó chắc ăn, không lươn lẹo với khách. Nên nó đặt hàng ở trên cái hàng của tôi về bán cho nó an toàn. 506N và 203N. Cái này là của thợ Hải Dương mua nên tôi không công khai số điện thoại. Còn tất cả khách hàng mua thì tôi đều công khai số điện thoại mình bán hàng thật thì không có gì phải giấu giếm nhưng khi mình bán cho thợ thì anh em mình không muốn công bố cái số điện thoại của thợ lên để cho thợ người ta được tự do giao lưu với khách đây là dòng âm ly 506 đây gửi về bến xe phùng cái này tôi vừa quay cho quý vị và các bạn nhìn rồi đấy 506 là đời 1999 mình bán hàng thật thì số điện thoại của khách công khai mình bán hàng không thật thì mình không dám công khai số điện thoại bởi vì sợ khách hàng hỏi nhau đây là dòng lo bốt Hồng Kông này bên cửa hàng của tôi mới về được một ít lo bốt Hồng Kông này gửi về Thái Bình nó có giá là 3 triệu 500 nghìn đồng một đôi bao ship toàn quốc cho quý vị và các bạn cái này thì khách đã cọc 300 nghìn lo bốt Hồng Kông và đây là dòng mic buyer đời mới cái này là gửi về Thanh Hóa mic buyer đời mới có giá là 1 triệu 8 một đôi BMB 450C 450C gửi về Tiền Giang Bên cửa hàng của tôi đang bán hàng chuẩn của nó là hơn 5 triệu một đôi Hàng chuẩn của nó Còn nếu như quý vị và các bạn mua cái hàng xấu hơn Thì nó hơn 4 triệu hàng bị lai like chép hoặc thay côn Đây là trà Tân Cương Thái Nguyên Bên cửa hàng của tôi gửi đi cho khách khá nhiều Những cái này tôi không công bố số điện thoại Vì cái dòng trà này công bố số điện thoại là có một số đơn vị người ta bán Trên đấy là người ta lấy cái số điện thoại Người ta gọi điện người ta mời chào khách hàng mua người ta tự giới thiệu là bên đơn vị của tôi bán cho nên quý vị và các bạn lưu ý riêng cái trà Tân Cương Thái Nguyên là quý vị và các bạn gọi điện đặt hàng thì tôi mới gửi cho còn không bao giờ gọi điện mời chào bất cứ một vị khách nào nên quý vị và các bạn hết sức lưu ý riêng cái trà Tân Cương Thái Nguyên cái đặc sản trà Tân Cương Thái Nguyên là bên cửa hàng của tôi có bán trà sạch cho quý vị và các bạn giá 300 400 500 600 700 hơn 1 triệu cũng có nhưng mà không bao giờ có nhân viên gọi điện mời quý vị gọi điện đặt hàng người tôi mới bán cho nên quý vị lưu ý không có là bị người ta lừa đây là shop gửi về Đông Hưng Thái Bình gửi về Đông Hưng Thái Bình cho khách bên cửa hàng của tôi rất là bận nên ít khi tôi lên video và hôm nay đặc biệt là có cái dòng dòng đẩy công suất CAF của Mỹ sản xuất tại Trung Quốc cái dòng chạy xòa sát này chất âm nó rất là hay nó là hàng VIP nên tôi đăng lên cho quý vị và các bạn Quý vị và các bạn nhấn nút đăng ký kênh và ấn nút chuông thông báo để cập nhật video tiếp theo.